Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Theo báo cáo, thời gian qua, các bộ ngành địa phương đã chủ động triển khai xây dựng phê duyệt vị trí việc làm công chức viên chức, làm cơ sở để tuyển dụng quản lý sử dụng công chức viên chức theo vị trí việc làm, gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức năng nhiệm vụ, tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Từ đó góp phần đổi mới công tác phân loại, đánh giá, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ công chức viên chức, thực hiện cải cách chính sách tiền lương, cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Mục tiêu cụ thể đến tháng 4 năm 2024 là tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm và điều chỉnh kịp thời vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức từng cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo nguyên tắc việc xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị nói chung và khối chính phủ quản lý nói riêng được đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Thường trực Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, phù hợp với quy định của Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quản lý ngành lĩnh vực. Phấn đấu vì mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhưng không phát sinh thêm biên chế. Cách thức thực hiện linh hoạt, không cầu toàn nhưng không chủ quan, hời hợt, tăng cường sự phân cấp, đề cao tinh thần chủ động của các địa phương. Thời hạn hoàn thành xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu công chức viên chức theo vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập kết thúc trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn nhấn mạnh, trong bối cảnh còn khá nhiều khó khăn vướng mắc trong việc xác định vị trí việc làm theo hướng dẫn thống nhất của các bộ quản lý, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực cần tích cực phối hợp với các sở ngành liên quan đôn đốc thực hiện và báo cáo kịp thời với Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề theo thẩm quyền, hoàn thiện các văn bản trình Ủy ban Nhân dân tỉnh duyệt để gửi các bộ liên quan phê duyệt việc nâng ngạch cho cán bộ một số ngành đảm bảo đúng quy định. Các sở ngành địa phương cần chủ động báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo hoàn thành việc phê duyệt đề án vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đúng thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ.